giáo dục rõ này. Nghe đâu. Tại sự tối đi đó nhau. Chưa. Như em có đóng trong MV đúng không? Dạ không, em có đóng, em đi dự thôi. À dự. Em gọi người xong rồi đi vô chung luôn. Em có hỏi tiết lộ em là tên gì không? Em là Hương Hỏa, em là diễn viên của đầu lưu tư Sài Gòn Tân Thời. À Tân Thời. Diễn viên Tân Thời là có ai bầu show quên rồi ta? Chị Lộ anh. À Lộ Lộ đúng rồi. Có trong MV đúng rồi, đã thấy quen quá. Em là thành viên trong đầu lưu tô đúng không? Dạ đúng. Tân Thời à. Em là đội quân Sài Gòn Tân Thời. Ở đâu ta? Ở 141 Bắc Hải à. À, ở Tân Bình hả? Dạ đúng. Dạ em đợi mẹ Lâm Kim Quyền vô chung. Ờ. Tại trong MV này có trưởng đoàn là Lộ Lộ đóng đúng không? Lộ Lộ hả? Em cũng không biết là có chị Lộ nữa. Có. Mẹ em anh Huy gửi cho em xem cái thư mời á thì gặp thấy chị Lộ. Có ai tới chưa anh? Có đã nhạc sĩ Hà Vĩnh Trung. Dạ. Dạ alo ạ. Tướng đẹp quá. Xe buýt 2 tầng kìa. Em có hỏi tiết lộ là em là người mẫu chuyển giới chưa? Dạ em đang trong quá trình thôi. Đang quá trình. Chưa có chuyện nữa. Gái quá chị, đẹp gái. Đẹp quá, tướng quá đẹp luôn ha. Tướng quá chuẩn. Dạ em là Hương Hỏa. Hương Hỏa. Em là thành viên của đoàn lưu tư Sài Gòn Tân Thời. Đẹp gái quá trời luôn chị ơi. Hèn chi nãy giờ đứng ở đây cái mùi thơm ở trong đó không quá trời thôi. Không biết là cái mùi thơm nó từ đâu ra. Thì ra là của bà nó chớp. Đứng chỗ nãy giờ hưởng con khó hoài luôn mà không biết cái mùi của người nào. Cảm ơn anh. Em đang đợi mẹ Quyền tới rồi đi vô chung mà chắc đang được xem. Em vô trong ngồi đi, để đứng vào đây mỏi chân. Dạ không, xong rồi đi vô luôn chứ cũng sắp tới rồi. Đúng là người cao rồi, mọi người phải nhức ngước nhìn ha. Hả? Hương Hỏa thành viên trong đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời. Là trưởng đoàn có đóng trong MV á. Trưởng đoàn Lộ Lộ á. Đóng trong MV của anh Long. Ca sĩ gì á? Này là chỉ là thành viên trong đoàn Lộ Lộ thôi. Cảm ơn ca sĩ. Em ơi, em đảm nhận cái vai gì trong cái MV của ca sĩ Giác Long hôm nay em? Dạ, em không có đóng cái trong MV ạ. Vì là dạ. Em ủng hộ thôi. À, ủng hộ là chứ là fan quá ha. Quá hay em ơi. Em là đi diễn bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại thì ngày hôm nay anh chắc không có lời mời nên em đi hai chị thấy cũng quen mặt luôn. Dạ. Không có chị nào vô á, đẹp gái cao BB Trần. BB Trần. BB Trần hả? BB Trần vô. Ồ BB Trần vô hả? Ồ BB nay lậu luôn. Ồ. Nào không thấy. Dạ thì BB nay lậu luôn. Chị cũng làm con gái. Tại thường thường thấy chơi game show toàn là con trai. Cái hình ảnh mà làm nữ nên là phải làm trai. Cái em giờ đi quay em cũng phải
ta cũng rất là nhiều nghệ sĩ không? Ha, nghệ sĩ ca sĩ đến đây hoặc là đặt mời quý vị. Thì em với Mẹ Quyền là làm chung đoàn, chung chợ. Ăn cơm bên kia ăn được ngon. Dạ chị Lộ như là đang đi châu Âu rồi ạ. Chị Lộ thì đang đi châu Âu nhưng mà chị Lộ thì cũng có đóng trong MV đó rồi. Vậy là nay chị Lộ không có tham dự ha. Thơm quá trời thơm luôn. Nghĩ sướng à. Chỗ hôm này chắc cũng hàng chục trở lên á. Thơm quá, đứng ở trong trọng mà thơm quá trời. Thơm chèo nổ chạy ra đây gặp chị luôn á. Đây là cũng một người đẹp ở trong đoàn lôi đô tâm thời của chú quý chị. Ăn gì ạ? Nghĩ hào. Em vô trong cắt hoa đi rồi ra đứng đón với cầm ôm hai bó hoa nặng quá. Thì là em ra đây đứng lại kêu cắt hoa ra đây đứng. Để em được đi vô xong rồi đem vô cái ảnh luôn. Vô kiếm bị chằn quay ra. Ca khúc còn là ca khúc thứ mấy của mình phát hành được rồi. Hiện tại thì trên kênh của Long thì cũng được 20 mấy ca khúc rồi. Nhưng mà những ca khúc trước thì những ca khúc nhạc cũ thôi. Ờ, đây là nhân vật chính trong ngày hôm nay nha quý vị. Mới thứ hai của Long. Ô BB. Chào BB. Sao thêm ngon hả? Ngon quá trời ngon. Chúc về ăn luôn ha. Đi bị chằn. Đó. Thì hôm nay cũng đến chúc mừng Jack Long. Hôm nay thì phải nói lần đầu tiên gặp Jack Long ở bên ngoài. Thì phải nói đẹp trai hơn trên TV hay là trên YouTube rất là nhiều luôn. Đó. Có lẽ là khi mà mình vào thì vai những cái nhân vật mình hóa ra là nó sẽ khác ha. Đó thì khi mà chúng ta nhìn vô cái poster thì nó sẽ khác. Khác hoàn toàn so với thực tế ha, nhưng mà nãy khi mà Giáp Long vừa đi vào á. Hello Long. Hello Long. Em đi chụp hình. Vào hôm nay vô cho hết anh lại với mọi người để chụp hình ha. Rồi. Anh đây. Đó đá rồi. Dạ mình đứng trước qua đây ha, trước qua đây chút xíu. Này em là Kim Tuyền, là Kim Huyền. Quen luôn không? Thấy quen thôi chưa? Dạ dạ. Thấy cái đẹp cái này chú không? Rồi tắm nữa nè. À chưa nha, nhìn máy quay luôn nha. Rồi cho em quay cả nè. Phải tay chào máy quay nha. Ok. Vô trước đi. Ca gì đó ha. Rồi tắm đây nha. Ok. Ok, dạ rồi. Tí xíu thay đổi á, chắc chắn phải có Linh Khang kìa. Hello Khang.
Ồ, MC Nguyên Khang kìa. Thấy rồi, quay rồi. Đang quay nè. Chào anh Khang. Khang ơi, chào. MC này dễ thương lắm. MC Nguyên Khang nổi tiếng trên thành Vĩnh Long á. Lần đầu tiên mà đi họp báo mà có nhiều đoạn mà kiểu dân giả của dân hương. Ăn đi anh Khang. Không không, chúc ăn dính chúc ăn à. Chả lụa. Chả gân. Chả gân. Rồi bánh lợn. Biết này là gì không? Chùm ruột. Chính xác. Cái này là gì không? Bánh bò nữa. Trời ơi. Ủa ừ, này mứt dừa, cơm dẹp, bánh in, bánh in mà vừa no, in, nốt nốt, nốt nốt. Sao ngoài đẹp trai dữ trời. Chào chào, hello. Anh Nguyễn Khang là dẫn chương trình MC là như là các chương trình là như là. Đại diện hình Vĩnh Long. Em mình cũng có xem. Thốt nốt thì phải hát một câu thốt nốt. Không thuộc cái chữ. Thốt nốt ơi, nhắn ai đổi câu người em chờ mới tân châu. Cứ xin đợi chờ trời ơi có về quê hương đất miền Tây nhớ thương em nhiều dắt long quê An Giang. Phải không? Dạ, đúng rồi, đúng rồi, rồi. Trời ơi hay chứ cái chớ kìa. Thấy cái không? Anh uống thôi chứ em đâu uống đâu, em biết ngon anh. Đây đây anh lấy chai cho một bạn bên YouTuber này một chai. Ở đây là chắc cái món những cái món quê đây, của anh. Đây mỗi người chai. Nhìn anh, nhìn anh cầm. Đây đây. Rồi đó lấy cầm cho bạn YouTuber luôn. Thằng đang cho hai cái chai nước nước hút nốt ở quê của là An Giang, ca sĩ Dắt Long đó nghe. Ở An Giang rất là ngon. Nói gì là về An Giang á thì bà con cô bác biết rồi, rất là nổi tiếng về là hút nốt nha. Hôm nay là MV của là em Dắt Long, hôm nay là trưng toàn là những cái đồ đây là mà cái này là mứt hút nốt luôn hả ta? Cái này là mứt dừa nha, mứt dừa rất là ngon. Dừa lá cà hoa đậu biếc nè, lá dứa rồi sữa rồi lá trái gấc. Đây là bánh nốt, bánh in dừa, bánh in dừa nốt. Dạ rất là ngon, bánh in dừa. Mày quay thiếu quay thốt nốt nè. Này cơm dẹp, này xôi cơm à. Dạ này là cơm tươi luôn. Đây là táo nốt nguyên chất nè quý vị. Dạ thốt nốt nguyên chất luôn. Hai cơm tươi này mình ăn với chuối được đúng không? Hay giấm luôn. Có hạt sen nữa ha. Rồi là mấy anh em YouTube cũng có thể là thưởng thức được các món của miền Tây. Đây là chả cái chải lụa và chả gân ở An Giang luôn nè quý vị. Bánh da lợn. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây ha. Mong bà con cô bác nhớ đón xem MV của ca sĩ trẻ Dắt Long nha. Hồi sớm có hát demo á, nghe rất là ngọt luôn quý cô chú anh chị. Mong bà con ủng hộ em nha.